Có hai cái quan niệm sai lầm mình chia sẻ luôn với anh em, được chưa? Có hai cái quan niệm sai lầm đấy, để anh em nào mà đang chuẩn bị mua thì cân nhắc trước khi xuống tiền nhá. À bây giờ nhắc đến đến laptop thì tiện đây chia sẻ cho anh em luôn, nếu anh em nào mà đang đang xem livestream này mà đang có ý định mua mua laptop thì cũng là kinh nghiệm xương máu, bởi vì trước đây mình đã trải qua gần tất cả các loại máy rồi đấy, từ laptop nhiều đời laptop luôn, sau đó thì bắt đầu mới chuyển lên dùng cái máy cây đây, cái máy cây để mở cho anh em xem đấy, cái máy cây em thấy không? Không, em nào nhìn thấy máy cây không? Đấy thì trước đây mình dùng laptop thì có những cái sai lầm đấy, tức là mình dùng mình mua rồi bắt đầu mình phát hiện ra là có những cái sai lầm đấy, thì anh em nào có muốn nghe cái sai lầm này không, và anh em nào mà đang chuẩn bị rất là tốt cho anh em nào mà đang muốn mua laptop đây, laptop mà dùng vẽ kỹ thuật đấy, được chưa? Có hai cái quan niệm sai lầm mình chia sẻ luôn với anh em, được chưa? Có hai cái quan niệm sai lầm đấy, để anh em nào mà đang chuẩn bị mua thì cân nhắc trước khi xuống tiền nhá. Cái sai lầm thứ nhất đó là bởi vì là thường anh em dùng kỹ thuật chúng ta thì sẽ phân em thành hai nhóm đúng không, gọi là chung các chuyên ngành kỹ thuật đi, phân hai nhóm, một là nhóm anh em dùng các cái phần mềm kỹ thuật cơ bản đấy nhẹ đúng không, ví dụ CAD cũng là một phần mềm nhẹ thôi chứ không phải đòi hỏi là nặng nề đâu anh em ạ, CAD là một phần mềm nhẹ so với các cái phần mềm chuyên ngành kỹ thuật chung đấy. Thế thì nặng thì có thể là dùng ví dụ như anh em làm về effect này, làm về Photoshop này, làm về 3D này, gen dựng hình này, hay Blender này, hay là sản xuất video, đấy là cái nhóm gọi là những anh em làm kỹ thuật sâu đúng không đấy, hoặc là Revit hoặc là những cái phần mềm mà render ấy, thì đấy là cái nhóm thứ hai là nhóm anh em dùng kỹ thuật và đòi hỏi cấu hình cao đúng không đấy. Thế còn cái nhóm một là anh em dùng cơ bản thôi, ví dụ một số chuyên ngành mà chỉ dùng laptop bình thường thôi đúng không, chỉ xuất xong thì liên kết với Excel, Word hay là những cái phần mềm nhẹ nhàng. Thế thì mình chia thành hai nhóm đúng không anh em. Thế thì bây giờ là khi mà anh em mua ấy, mua máy ấy, thì khi mua anh em mua laptop thì thường gặp hai sai lầm cả anh em hai nhóm này. Cái nhóm thứ nhất là nhóm nhẹ đi đúng không, cái nhóm nhẹ dùng cái phần mềm nhẹ ấy, thì anh em chỉ cần dùng laptop là đủ rồi đấy chưa, còn nếu mà dư giả thì mua máy cây cày cũng được đấy. Cái nhóm nhẹ thì anh em dùng laptop rồi, tuy nhiên khi mà dùng laptop thì anh em lại nghe theo kiểu các cái đánh giá ở trên thị trường, nghe theo các cái đánh giá trên thị trường, ví dụ anh em lên trên YouTube anh em nghe review đúng không, laptop này bao tiền đúng không, laptop bao tiền, đấy là câu hỏi anh em đặt đầu tiên đúng không, tiền đấy. Đấy, và anh em lên bắt đầu tìm xem là à cái laptop nào vừa vừa cái túi tiền của mình mua được chưa, thì đây là cái sai lầm đầu tiên được chưa. Cái bước này là anh em đáng nhẽ phải hỏi là đặt ở vị trí số 3, số 4 thì đấy, mà cái câu hỏi đầu tiên mà anh em cần khi mà mua laptop được chưa, với anh em mà dùng cái cấu hình nhẹ mua laptop thì câu hỏi đầu tiên anh em đặt là hãng nào được chưa, thì có cũng rất là nhiều hãng bây giờ nổi tiếng, Dell, Asus rồi thì HP dùng được chưa. Đấy, trước kia thì mình dùng thì có thể một số hãng ví dụ Dell, Asus thì anh em có thể tham khảo được chưa, nhưng mà cái quan trọng hơn cả khi em chọn được hãng rồi này, gọi là hãng uy tín rồi này, thì anh em sai lầm khi mà mình quá tập trung vào cấu hình bên trong. Cấu hình bên trong là gì, ví dụ là cái chip là bao nhiêu này được chưa, cái RAM rồi cái bộ nhớ rồi thì mấy cái đấy nó thực sự là quan trọng thật, nhưng mà nó ở ở vị trí là xếp ở vị trí thứ ba được chưa. Thế còn cái quan trọng thứ hai ấy, mình muốn nói anh em chú ý đó là cái màn hình anh em nha. Đối với anh em dùng kỹ thuật thôi, anh em ngành khác chơi lướt mạng web thì không nói, nhưng em chú ý cho mình đến cái kích kích cỡ màn hình đây anh em ạ. Thế thì dùng AutoCAD anh em luôn luôn chọn ưu tiên cho mình, mình không cần biết hãng nào bao tiền, anh em chọn mình cái mắc nhất là 15,6 inch của laptop đúng không. Đây là cái từ khóa mà anh em không để ít anh em để ý đến được chưa, bởi vì dùng vẽ cái môi trường cái màn hình của làm việc ấy được chưa? Càng to anh em làm việc càng thích đúng không? Máy tính bé mà chúng ta vẽ mà chúng ta lại cứ cúi cúi xong thì màn hình nó nhỏ hiển thị ấy được chưa. Đó,
Cái này là thực sự phải những người nào trong ngành kỹ thuật và mua máy tính dùng rồi anh em mới hiểu được cái cảm giác này. Thế nên là mình khuyên luôn anh em, được chưa? Anh em là đang xem đây, mình sẽ bổ quả sẻ luôn. Ưu tiên tiêu chí đầu tiên là chọn hãng, được chưa? Hãng uy tín rồi thì anh em chọn đến cái thứ hai, tiêu chí số 2, được chưa? Là anh em chọn đến cái kích cỡ màn hình cứ full nhất, to nhất, được chưa? Máy tính nào có cái laptop nào to nhất, được chưa? Anh em dùng, được chưa? Đừng có mua mấy cái 13 inch hay là 13,6 inch các thứ ấy. Ở đây ví dụ mình vào thử một link đi nhá, xem nó có cái kích thước bao nhiêu. Nhớ nhớ mang máng là cái kích thước đấy. Ví dụ vào thế vào điện máy xanh đi, xem là nó có cái kích cỡ inch không. Đây là anh em vào anh em xem phải chưa gì anh em đã xem là máy này bao tiền đúng không? Đấy, đấy, rồi thì chip các thứ, thực ra mấy cái chip bây giờ laptop ra công nghệ hiện đại bây giờ nó cũng không khác nhau nhiều. Và cái bộ nhớ RAM các thứ thì nó kiểu các hãng với nhau xem nhau. Nhưng mà những cái inch này anh em phải chọn, đây là ví dụ như là chọn to nhất nhé. Ở đây là cái độ inch này. Đâu nhỉ? Cái độ rộng màn hình ở đây không thấy cái độ rộng màn hình nhỉ? Đây. Đây 15,6 inch này màn hình này, anh em ạ. Cứ chọn cái full nhất. Đừng chọn cái 13,4 dùng ức chế lắm, đau mắt lắm anh em ạ. Thì đấy là cái sai lầm. Đấy là đối với anh em ở nhóm thứ nhất nhá. Nhóm thứ nhất là anh em gì ạ? Anh em dùng cái cấu hình máy nhẹ. Chọn laptop thì nên ưu tiên cái màn hình to nhất. Đấy là kinh nghiệm xương máu của mình nhá. Còn thậm chí là anh em dùng laptop đó nhưng mà anh em muốn hiển thị to hơn thì hoàn toàn có thể là mua thêm một cái màn cây ấy. Được chưa? Sau đó anh em kết nối USB lắp thêm cái bộ chuyển ấy, tức là cắm kiểu như phóng lớn màn hình ấy, cắm cắm dùng máy laptop nhưng mà phóng cái màn hình của máy cây ấy. Đấy, xong kết nối giống kiểu anh em kết nối máy tính với TV ấy. Đấy, kiểu thế. Thì khi anh em làm việc ở nhà thì nhìn nó rõ thì vẫn được. Đấy là một cách mình đã dùng làm rồi. Rất hiệu quả, anh em mua cái màn 24 hoặc 27 inch ấy dùng ấy là dùng tốt tốt. Thế còn cái nhóm thứ hai anh em ạ. Cái nhóm thứ hai đó là anh em dùng những cái phần mềm nặng đấy chưa? Đấy, dùng đồ họa nặng. Thì anh em lại nghĩ rằng là gì? Chỉ cần laptop là đủ thì đây là cũng là một cái sai lầm anh em ạ. Anh em mua mấy cái laptop mà để kiểu như là anh em là sang sang ấy, chơi chảnh mua mấy con Mac các thứ ấy, đúng không? Đấy, mờ mấy ấy, MacBook ấy. Mặc dù nó đắt thật, nó đắt ở tầm khoảng là 35 40 triệu, 60 triệu cũng có, đắt thật. Nhưng cái giá đấy nó không tương đương với lại cái sự khỏe khoắn cấu hình dành cho anh em làm theo cái nghề đồ họa đâu anh em ạ. Đấy. Thế là anh em nào mà làm máy nặng thì bỏ ngay cái ý định là mua laptop đi, mua ngay máy cây chiến luôn. Đằng nào phải mua thì mua luôn, chúng ta có cái trải nghiệm để hiệu quả công việc luôn và hỗ trợ trong quá trình ta học tập. Đấy, giống kiểu như là gì, chúng ta cùng tham gia một một cuộc chạy đua đúng không, mà thằng thằng kia thì nó lại chọn đua bằng gì ạ, nó chọn mua giày để nó chạy chạy đua. Đấy, còn mình thì lại chọn nhầm đi tông chạy đua thì đúng là chậm hơn rất là nhiều đúng không ạ. Đấy, và cái trải nghiệm đã ức chế chạy một tí muốn vứt vứt tông. Nói anh em vui vui thế, anh em dễ hình dung đấy chưa. Đấy, nên là anh em ở cái nhóm thứ hai cũng là rất là sai lầm, là quan niệm là gì, laptop tiền cao đúng không? Đấy, 35 40 triệu, 60 triệu có ngang một cái máy cây châu bò đắt gấp đôi luôn đấy. Đấy, thế mà anh em phải vẫn chọn máy lap là quả táo ví dụ, hoặc là một số cái máy ấy, mà theo kiểu thời trang ấy, thì là đấy là sai lầm của anh em theo cái chuyên ngành thứ hai là cái chuyên ngành đồ họa vẽ nặng nhé. Không thể nào đâu, anh em vẽ một thời gian là thành rất là chuối nhé. Còn nếu laptop thì anh em có thể là tham khảo một số cái máy chạm cũng được nhưng máy khá là nặng nhỉ. Và đương nhiên là laptop thì nếu mà dùng kiểu cày ngày cày đêm ấy hoặc là bật lâu thì đương nhiên không thể nào bằng con máy cây được anh em ạ. Thế đấy là lời khuyên thì cho anh em nào theo cái chuyên ngành nhóm thứ hai nhóm vẽ nặng. Đấy, đấy là hai cái sai lầm mà mình thấy là xương máu luôn và nhiều anh em mắc phải thế ạ. Đấy, còn bắt đầu anh em xét tiêu chí về cái kích cỡ màn hình làm việc. Đấy. Giao diện mà làm việc rộng thì anh em làm sướng vô cùng, hiệu quả công việc nó tối ưu rất nhiều. Ví dụ một ông giỏi CAD mà làm việc trên cái máy tính laptop ấy, không thể nào làm bằng một ông mà làm CAD trung bình thôi. Đấy.
tức là điểm 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 78 thôi, không không bằng ông điểm 90 được, nhưng mà làm trên một cái màn hình to đấy, máy khỏe mượt mà trâu. Vâng, chắc chắn cái ông trung bình kia vẫn hơn về xét về hiệu quả công việc đấy. Thế đấy là chia sẻ cho anh em nhé. Đấy, anh em nào mà đang chuẩn bị xuống tiền hoặc là ý định tham khảo mua máy thì hãy để ý những cái tiêu chí đấy đầu tiên. Ok, đấy là miên man chia sẻ thêm cho anh em về những cái kinh nghiệm ngoài cái nội dung chính của buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Hẹn gặp lại anh em ở trong buổi livestream gần nhất. Ok, xin chào anh em.